Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời tiết sáng ngày 18 tháng 3 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay thì khối khí lạnh chi phối thời tiết các tỉnh Bắc Bộ sẽ suy yếu nhanh, tạo điều kiện thuận lợi cho vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển sang, nên là nhiệt độ trên toàn khu vực sẽ tiếp tục tăng thêm. Vào thời điểm giữa trưa thì nhiệt độ ở vùng đồng bằng và ven biển có thể tăng lên ở mức là từ 23 cho tới 26 độ. Khu vực vùng núi phía Bắc thì nhiệt độ cao hơn, có nơi còn lên tới mức là trên 27 độ. Đặc biệt là với các tỉnh như là Điện Biên hay là Lai Châu và phần phía Bắc của Sơn La thì nhiệt độ cao nhất ở mức đó là từ 30 cho tới 33 độ. Mặc dù vậy thì tại vùng ven biển các tỉnh như là Quảng Ninh, Hải Phòng hay là Nam Định, Thái Bình và vùng đồng bằng bao gồm trong đó là có cả thủ đô Hà Nội thì vẫn phải lưu ý với hiện tượng mưa phùn và sương mù dày vào thời điểm tối, đêm và sáng. Điều này thì sẽ khiến cho quá trình tham gia giao thông của các phương tiện gặp nhiều bất lợi. Các phương tiện thì nên hạn chế tốc độ, sử dụng tín hiệu đèn hợp lý. Riêng các tàu thuyền với tầm nhìn xa bị giảm thì tuyệt đối không nên ra khơi, đợi sau 9 giờ sáng thì mới hoạt động để tránh những ảnh hưởng không đáng có do sương mù mang lại. Đến với các tỉnh từ Thanh Hóa kéo dài cho đến Thừa Thiên Huế thì thời tiết cũng giảm mưa và khô ráo dần. Do không khí suy yếu nhanh nên là nền nhiệt thì có xu hướng tăng lên. Nhiệt độ cao nhất ở vùng ven biển các tỉnh phía Bắc như là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh thì có thể lên mức là 22 cho tới 25 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây khu vực các tỉnh này và các tỉnh từ Quảng Bình cho tới Thừa Thiên Huế thì nhiệt độ cao hơn ở mức là từ 26 cho tới 27 độ. Với các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận thì vẫn duy trì kiểu thời tiết đó là không mưa và ngày có nắng nên là tình trạng khô hạn tiếp tục ảnh hưởng xấu đến đời sống và sản xuất của bà con. Nhiệt độ cao nhất tại đây thường phổ biến ở mức là từ 29 cho tới 32 độ. Trong khi đó thì phần còn lại bao gồm có khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ là nơi có nền nhiệt cao nhất trên cả nước với tình trạng nắng nóng đã kéo dài hàng tuần nay ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh. Với nhiệt độ cao nhất ngày đỉnh điểm nhiều nơi lên đến mức là 36 cho tới 38 độ. Riêng Đồng Phú, Tây Ninh thì mức nhiệt xấp xỉ là 38 đến 39 độ, có thể so với mức độ cao nhất cùng kỳ trong lịch sử của năm 1998. Theo dự báo thì tình trạng nắng nóng gay gắt còn duy trì tại các tỉnh miền Đông của Nam Bộ. Nắng nóng khiến cho cuộc sống cũng như là sinh hoạt của người dân thành phố Hồ Chí Minh bị đảo lộn hoàn toàn. Nhiều người tham gia giao thông trên đường phải bịt kín từ đầu đến chân để tránh nắng. Và trong lúc chờ đèn đỏ thì người dân cũng chen nhau trong những bóng râm. Khi không khí càng oi bức ngột ngạt thì đường phố cũng thưa thớt do người dân hạn chế ra đường. Thay vào đó là các địa điểm như là siêu thị, hồ bơi và quán cà phê thì lại trở thành nơi tránh nắng lý tưởng của người dân thành phố. Xin được chuyển sang những thông tin thời tiết trên khu vực Biển Đông. Trong ngày hôm nay thì trên hầu khắp khu vực Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì gió thịnh hành theo hướng là Đông Bắc đến Đông với cường độ trung bình. Thời tiết tạnh giáo, tầm nhìn thông thoáng nên là thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và việc đánh bắt hải sản của bà con ngư dân. Như vậy, trong ngày hôm nay thì thời tiết tại các tỉnh miền Bắc đang tốt dần lên khi trời giảm mưa và hửng nắng. Trong khi đó thì tại khu vực phía Nam thì nắng nóng vẫn diễn ra với nhiệt độ lên tới trên 35 độ. Đến đây thì bản tin thời tiết sáng ngày 18 tháng 3 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả.